Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cũng xin được kính chào thầy Nhuận Đức và toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, với lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Dạ, ngày hôm nay thì Phong Trần rất vui và hạnh phúc khi được sự giao duyên của một đứa em gái thân thương cùng học trong trường sân khấu điện ảnh cùng với Phong Trần là nữ ca sĩ Hoa hậu Kim Thoa. Thì lần đầu tiên Phong Trần về đây thì cũng rất là trước tiên là chào thăm sức khỏe thầy và bên cạnh đó toàn thể quý Phật tử. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay Phong Trần lặn lội đường xá xa xôi từ dưới quê lên đây cùng với đứa con gái thân thương của Phong Trần á. Tôi nói nãy từ đầu tiên mà vô tới cái cổng cái bị bảo vệ bắt lại. Bảo vệ nói: "Ê, trời trời, đi lộn rồi. Đi vô ở đây là lộn rồi." Hỏi: "Ủa sao lộn?" Nói: "Trời trời ơi, ở đây đâu phải đi vô đây ăn mặc bộ đồ thì tưởng vô ăn xin." Cái này không có. Phong Trần vô đây là trước tiên là gặp thầy rồi nghe thầy giảng giảng pháp giảng đạo. Ở bên cạnh đó là đặc biệt là nghe thầy là xa lắm, nghe thầy là phát cho mỗi Phật tử cái niệm Phật đó. Với lại đặc biệt hơn nữa là có phát cái gì mà tao nói chị đặc biệt là chị hôi nách. Đúng không quý vị, đúng không? Đó, bởi vì lặn lội từ xá xa xôi mình lên đây nè. Rồi đứa gái không biết nãy giờ đi vô chưa nữa. Dạ con đây nè cha. Trời đất ơi, vô sao không nói với cha vậy con? Cha mù mà cha đi đâu từ nãy giờ con kiếm muốn chết luôn. Chưa, lúc này cha chưa có mù con. Lúc này cha còn thấy đường. Thấy đường mới vô đây được nè. Rồi sẵn đây con thấy, con chào thầy với quý Phật tử đi con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy. Con chào tất cả Phật tử. Tao nói khóc dữ lắm. Đòi là đi một mình không có chịu. Đòi là cha ơi cho con đi theo với cha. Hỏi chi dạ, con lên con gặp thầy Nhuận Đức. Đó, giờ gặp thầy đó, rồi con muốn nói gì với thầy? Dạ, con xin thầy vỗ đầu con được không thầy? Thiền đất ơi, mới gặp thầy kêu thầy vỗ đầu rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy, vì con xin vía chứ thầy, không lẽ con có mà cha không có? Dạ. Dạ, xin vía thầy đó, cảm ơn thầy. Rồi con mãn nguyện chưa? Dạ. Mãn nguyện chưa con? Dạ. Thôi nãy giờ nghe tất cả các anh chị đã gửi đến toàn thể tất cả quý Phật tử cũng như thầy những ca khúc bolero về Phật Pháp. Thì đổi bầu không khí thì sau đây Phong Trần cùng với nghệ sĩ Hồng Phúc, hai cha con sẽ vào một cái vai trong lớp trích đoạn ca cảnh được mang tên Tâm sự người cha. Kẻ mù đuôi nguyện cầu trời cho ông số mai mua vé số không hả con? Dạ không cha ơi, con khát nước quá à. Con khát nước hả? Đây nè, con uống đỡ nước phong tên này nghe con. Kiếp sống của cha và con rày đây mai đó, sao con không được như nhiều người con gái khác bên mẹ bên cha vui bước sân trường. Được mẹ nâng niu dịu dắt bên mình, nhà mình đâu mà đêm ngày lưu lạc sương lạnh dân buồn nắng cháy đầu xanh. Hằng
sạch và cửa ruộng nương để trả nợ cho vợ thương con mắt lệ đầm đìa, rồi đôi mắt cha từ từ liếm tắt, bỏ lại cho đời con lắm khổ đau. Cha kéo chuỗi ngày dài cũng chỉ vì con, nếu cha chết đi ai lo cho con thời thơ ngâu. Mẹ con còn thì đời cha không lận đần, mắt được nhìn hình ảnh đứa con thơ. Đau lòng này không an, xa mẫu thân nơi suy tuyên tờ ly. Lòng nghe nhói đau tận cùng, nghe cha kể lại con bồi hồi tưởng nhớ. Hồn mẹ chứng tri giúp cha con qua hồi hiểm nguy. Mong rồi đừng dương làm chi, như chút nắng tàn trong buổi hoàng hôn. Lời này cho con hãy nhớ những lời khuyên, con sống không muốn phiền để đời thông dòng. Con nhớ lời cha khuyên đừng có đau xé lòng con trẻ khờ. Cha đừng làm con sợ cha ơi. Con cha ơi, cha ơi, xin cha đừng nói nữa. Con hiểu cha rồi, đôi lúc con nói ra câu xin cha hãy khoan dung và tha thứ cho con kiếp sinh tử con trẻ cần kề. Con ơi, có phải cha hồi sinh sau giờ xúc động, hay cha chỉ cầm tay con một lần sau cuối trong đời? Bạc số đời cha và bất hạnh cho con khờ, có phải chăng tiếng đàn ai quán reo rắc bồng trầm cung quán cung thương? Rồi đến ngày giả biệt con thơ, chắc không có gì cho con sau lời hấp hối. Cha biết ngày sức tàn lực kiệt, có trôi trăng chi thì cũng quá muộn màng. Đây là số tiền nhỏ mà cha đã dành dụm cho con, còn đây là đôi bông tai mẹ con để lại cho con kỷ niệm ngày con xuất giá.
Nếu cha mất đi, con về quê mang theo thư này gửi cho chú Sáu bạn của cha. Cha đã chuẩn bị nó trong những ngày cha sợ mình không nhìn thấy nữa. Chú Sáu, hãy giúp tôi, giúp nuôi giùm con thơ. Ấm lạnh có nhau, huynh đệ thương giao. Nay có ngờ đâu, hai nẻo âm dương, ai có nguyện giờ. Xin cha già bớt tham với sầu, con ở bên người. Nếu lúc xa cha ôi quá xót xa, không nỡ trời cao ông lại cướp đi. Cha ơi đành cam bỏ trẻ sao đành. Cha, cha đừng làm con sợ mà cha. Sao cha chốn trần gian, con trẻ bơ vơ lạc lõng một mình. Tiếng đàn nào vang vọng đâu đây, có phải tiếng đàn cha tìm con trong mù lòa tâm tôi? Cha ơi, sự thật đây rồi, bao vật trên đời là bóng dáng mẹ cha. Bóng cha đâu rồi giữa trần gian, còn tìm cha những khi mưa buồn gió lạnh về, có cha ôm vòng tay. Cha ơi, trời dạ vừa rồi là lớp đoạn ca cảnh tâm sự người cha do Phong Trần cùng với Hồng Phúc thể hiện. Một lần nữa Phong Trần cùng Hồng Phúc cảm ơn rất nhiều. Và trước khi tạm biệt thì một lần nữa Phong Trần cũng như Hồng Phúc mời tất cả quý Phật tử cùng niệm Phật cùng với Phong Trần với Hồng Phúc nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con muốn nói nhưng mà sao con không biết nói gì á thầy. Nói chung cái duyên của con nó dài lắm, dài hơn tất cả mọi người trong đây. Phong Trần là nhờ quá duyên từ Hoa hậu Kim Thoa, còn con thì qua cái bạn Phong Trần, rồi xong rồi nó dài quá rồi con cũng biết thầy, nhưng mà bữa nay con mới được gặp. Nói chung là con cũng biết gì thôi, thầy vỗ đầu con cái nữa đi thầy. Dạ con cảm ơn thầy. Chị này mới đến mà đòi vỗ đầu hoài chị. Ủa như vậy là cha phân bì nha. Nãy vỗ một cái rồi tự nhiên vỗ thêm cái nữa. Thôi thầy làm luôn cặp đi thầy. Dạ con cảm ơn rất nhiều. Nếu quý vị Phật tử yêu thương Phong Trần thì lên YouTube nghệ sĩ Phong Trần ủng hộ kênh của Phong Trần nha quý vị.